Vâng, giỏ là nhiệm vụ cả hai đội đã được mở rồi. Vâng, ra thấy là giỏ 10 điểm của đội xanh đã được mở rồi. Những cô gái đến từ công nghệ sinh học đang thi đấu với các chàng trai đến từ trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Vâng, và làm đội xanh ta tiến đến chiến thắng tuyệt đối. Như có được hay không? Vâng, ta điểm về cho đội đỏ. Như đội xanh là hãy bảo vệ rồi về cái bóng này. Tối rồi mà. Cái này phải về ấy. Vâng, được như mà vì người ta phải nick, người ta muốn sơn lên cái gì trai. Ừ đây. Robot đã để một thời gian nó sẽ tự tăng. Và bây giờ tôi nhỏ chỉ có thể kiếm điểm ở giỏ. Dù sơn nick người ta để chỉ độ 5 giờ đấy. Chúng ta hãy dẫn xem. Nhiều có tiến tâm kết nối cho những con tay không? Xin chúc mừng. Một chiến thắng kết nối dành cho xanh. Xin chúc mừng.